lại trở lại rồi đây. Chúc mừng sớm. Rồi rồi, đấy các con thỏa mãn chưa? Thấy hiểu rồi, đã làm được quyết em. Ok, này vào lại tận 2 lần. Chưa xem hết. Chưa xem hết hả? Tao xem lại một lần duy nhất thôi á. Bạn nào không xem kịp thì phải chịu thôi. Các bạn đều xem hết mà. Chờ cô tí, cô tìm xem và cô mở. Hello. Welcome back. Chính nó đi rồi. Món này gọi là món gì nhỉ? Noodle fried rice. Quá ngon. Mình nghỉ nha, mình dừng ở đây. Rồi. Cái video nó sẽ lúp cả đời mất. Chúng ta sẽ dừng lại và chơi tiếp nha. Ok, chơi lại play again. Có cần cô gửi lại link không? Có lại nhé. Chết mất cô ạ. Thôi các con tạm dừng, mình chưa nhắn vào trong chat rồi. Để các bạn cùng chơi vào nha. Đợi chút cho các bạn vào hết. Bạn nào không vào bằng link thì chúng ta sẽ đánh cái đường link này vào trong. Cô ơi, cô gửi lại link đi cô, con vừa mới vào cô. Con cứ vào phần chat là con sẽ thấy nhá. Nghe chưa? Mới có 33 bạn vào thôi. Còn trong khi ngồi đợi chúng ta hãy nghĩ lại xem mình vừa xem cái gì. Sáu bạn vẫn chưa đủ. Ok, bắt đầu nhá. Khoan nhá. Cứ lúc nào bảo là ok bắt đầu nhé thì lại có bạn vào thêm. Và ơi, là sao? 39, một bạn nữa thôi, 40 là cô bắt đầu rồi. Ok. Ok. Let's start. Tại này shake rất là khủng khiếp à. Cố lên, tốc độ. Wow. Okay.
Có street, tất cả là 8 câu đúng không nào? Rất là tốt, rất là tốt. Bây giờ cô sẽ ngoài cái bài quiz này để recall cái memory của chúng ta, để gợi lại trí nhớ của mình. Thì bây giờ các bạn nào nhắc cho cô cái bước đầu tiên mà cô này cô ý nấu cái món này là gì? Bạn nào nói lại cho cô bằng tiếng Anh nhá, không nói tiếng Việt đâu. Tiếng Anh. Dạ. Ừ, cô đây. Ở bên của con nó hơi bị rè. Ok. Dạ. Ừ, bước đầu tiên mà cô ấy làm là gì? Con có nhớ không? Cô bóc hộp mì. Bóc mì. Thế thì bước đầu tiên phải là đi mua mì thì đúng hơn con ạ. Ok, ok. Ý cô là bước thực hiện hành vào ấy. Ok. Bạn nào nói giúp cô? Bạn Hương Giang. She's going to a convenience store. Mm-hmm. She went to the convenience store. And what did she buy? What did she buy? Ôi, bạn nào không vẽ lên trên màn hình của cô nhá. Ok. Bạn nào nhỉ? Bạn bạn Nguyễn Nam Anh hộ cô xem nào. What did she buy at the convenience store? Nam Anh 6A2, con có ở đây không? Alo, cô trả lời cô không? Cô buồn đấy. Bạn Quang Hùng hộ cô xem nào. Không, thưa cô, là con nghĩ là cô ấy đi làm. In English. She put eggs with rice mixed. Okay. Cô đang hỏi cái gì nhỉ? Cô hỏi là cô ấy đi đến cửa hàng tiện lợi mua cái gì? What did she buy? Okay, she bought a cup of noodles. Okay, thank you. Okay, bạn nào có thể nói giúp cô ấy sử dụng tất cả những cái loại ingredient, những loại nguyên liệu nào ở trong cái món này? Kể hết cho cô, bạn nào tự tin kể hết cho cô nào. Bạn Hữu Nghĩa xem nào. Hữu Nghĩa. Yeah. Okay, what are the ingredients that she used in her recipe? Cô ấy dùng những nguyên liệu gì ở trong cái công thức của mình thế? It's noodles, rice. Noodles, rice, yes. Butter. Butter, yes, butter. Anything else? She used some oil. And what did she mix in with the rice? She mixed in with an egg, right? Yes. Okay, một quả trứng. Rồi, okay. What? Okay, thank you, Nghĩa. Thank you. Trần Minh Dung, can I ask you? Okay, what made the sound, the crunchy sound, when she bites into the food? Minh Dung đâu nhỉ? Có đây không? Yes. Okay, Minh Dung, okay. What made the crunchy sound when she bites into the food? Crunchy. Yeah? This sound. Crunchy nghĩa là giòn. Okay, con nghĩ là cái gì tạo ra cái tiếng giòn đấy?
Không biết nữa con, để biết rồi. You don't know? It is the noodles, right? Là noodles. Okay, the noodles. Okay, okay. So, okay. Did her mom like the dish? Did her mom like the dish? Yes or no? Of course. Do you like the dish? Do you guys like the dish? Tell me. Okay. Yes, me too. Are you hungry now? Who's hungry? Okay, giờ cô sẽ mở mic cho tất cả các bạn nha. Các con có thể tự mở mic của mình. I'm hungry now. Me too. Me too. Are you blaming me? Don't blame me. Đừng có đổ nó cô là lắng nói nha. Chủ đề của chúng ta không phải là thế. Okay. I'm hungry. Okay. I'm hungry. Sau buổi học này. Sau buổi học này có bạn. Don't hungry. You're not hungry? Okay, sau buổi học này có bạn nào muốn đi ăn thêm cái gì đó không? Me. I want to eat noodles. No. Thảo Long? No, you're not going to eat? I'm hungry. Okay. Anh Khánh? Maybe I'm hungry. Okay. You should eat some maybe fruits, okay? Not eat like a whole meal. Because it's pretty late now, right? And you need to get to sleep and then go to school tomorrow, okay? Rồi, buổi sau thì cô sẽ có những cái video này cho con đói. Chắc con đói thêm một lần nữa nha. Rồi, đợi cô buổi sau nha. Đừng có đổ nó cô nha. Okay. Rồi, cũng 9 giờ hơn rồi. Các con đó, các con sẽ đi ăn thêm một chút hoa quả thôi. Đừng ăn cùng một bữa to đùng nhá. Không làm chúng ta không đi ngủ được đâu. Ok, rồi. Chúc các con ngủ ngon với cả chiếc bụng không đói nhá. Okay, thank you very much. Goodbye, teacher. See you on Sunday. Goodbye, teacher. See you again. Bye. I drink coffee. Bye. Good night. Buổi tối hôm nay em vừa ăn mì. Goodbye, teacher. How you been? I'm extremely well. Today I eat noodles. Okay. Hey, Vương ơi. Rồi. I need coffee. Con,